tìm thấy mảnh vỡ máy bay chở phó tổng thống Malawi không ai sống sót. Israel tập kích miền Nam Liban, hạ một chỉ huy Hapola. Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai làng ở Ukraine. Tàu hải quân Nga tập trận tấn công tầm xa trên đường tới Cuba. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tìm thấy mảnh vỡ máy bay chở phó tổng thống Malawi không ai sống sót. Nguồn tin quân đội Malawi cho biết ngày 11 tháng 6, lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay chở phó tổng thống nước này không ai sống sót. Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera cũng xác nhận toàn bộ người trên máy bay chở phó tổng thống Solos Klos Kilima đều đã chết. Thi thể được tìm thấy gần một ngọn đồi. Phát biểu trên truyền hình, tổng thống Lazaro Chakura đã bày tỏ sự đau buồn khi công bố thông tin trên, đồng thời mô tả đây là thảm kịch khủng khiếp. Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy một quân nhân đứng trên sườn dốc sương mù gần mảnh vỡ có số đăng ký của máy bay thuộc lực lượng quân đội. Trước đó, lực lượng phòng vệ Malawi cho biết, Máy bay chở phó tổng thống nước này, Solos Klos Chilima, có thể đã bị rơi trong rừng Chikangawa. Tư lệnh lực lượng phòng vệ Malawi, tướng Paul Valentino Firi thông báo, công tác tìm kiếm và cứu nạn gặp khó khăn do rừng rộng và điều kiện thời tiết nhiều sương mù. Chiếc máy bay quân sự chở phó tổng thống Malawi được thông báo mất tích hôm ngày 10 tháng 6. Theo thời gian trôi, số phận của những người trên máy bay đã trở nên lành ít dữ nhiều. Máy bay chở ông Chilima, 51 tuổi, rời thủ đô Lilongwe lúc 9 giờ 17 phút sáng theo giờ địa phương hôm ngày 10 tháng 6, nhưng không thể hạ cánh xuống sân bay Muzu như dự kiến lúc 10 giờ 02 phút sáng do tầm nhìn kém. Chiếc máy bay sau đó được lệnh quay trở lại thủ đô nhưng biến mất khỏi radar và bật vô âm tín khi các cơ quan hàng không tìm cách liên lạc. Tôi vô cùng đau buồn, rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng đây thực sự là một thảm kịch khủng khiếp. Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy chiếc máy bay gần một ngọn đồi. Họ thấy nó bị phá hủy hoàn toàn và không còn ai sống sót. Tổng thống Chakwera xác nhận ngày 11 tháng 6. Theo hãng thông tấn AFP, đoàn của phó tổng thống Chilima đi dự đám tang của một cựu bộ trưởng nước này thì gặp nạn. Trên máy bay còn có cựu đệ nhất phu nhân Malawi, Shanin Zimpiri. Tổng thống Chakwera cho biết trước đây ông đã từng đi trên chiếc máy bay xấu số, số. Mọi thứ đều bình thường, ngay cả vài tiếng trước tai nạn. Tuy nhiên, Bất chấp lịch sử an toàn của chiếc máy bay và kinh nghiệm của phi hành đoàn, một sự cố khủng khiếp đã xảy ra với chiếc máy bay trong chuyến bay trở về Lilongwe và khiến nó bị thương. Ông Chakwera nói thêm, nhưng không cho biết cụ thể sự cố khủng khiếp đó là gì. Israel tập kích miền Nam Liban, hạ một chỉ huy Hezbollah Cuộc tấn công của Israel vào làng Zouza ở miền Nam Liban đã giết chết một chỉ huy cấp cao Hezbollah cùng ba tài súng. Hezbollah ngày 11 tháng 6 xác nhận viên chỉ huy chiến trường thiệt mạng là Taleb Abdallah, còn được gọi là Abu Taleb và một nguồn tin an ninh cho hay Abu Taleb là thành viên cấp cao nhất của nhóm bị giết trong tám tháng giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Nguồn tin thêm rằng người đàn ông này là chỉ huy Hezbollah ở khu vực trung tâm giải biên giới phía nam Liban. Theo các nguồn tin giấu tên, bốn thành viên Hezbollah có thể đã bị nhắm mục tiêu khi đang tham gia một cuộc họp Abu Talib cũng là thân tín của Wissam Tawil, chỉ huy cấp cao Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc tấn công do Israel thực hiện hồi tháng 1. Khoảng 300 tay súng Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Israel vào lãnh thổ Liban kể từ tháng 10 năm ngoái. Khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, Hezbollah tuyên bố ủng hộ Hamas. Cả Hezbollah và Hamas đều là thành viên trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn để chống Israel và phương Tây. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang gia tăng trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Nhóm vũ trang tại Liban tăng cường tập kích mục tiêu của Tel Aviv bằng máy bay không người lái UAV tự sát, trong khi quân đội Israel liên tục tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào phương tiện chở các tài súng và đồng minh của lực lượng này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 5 tháng 6 tuyên bố Israel đang chuẩn bị một chiến dịch rất khốc liệt dọc biên giới với Liban. Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở Ukraine. Trong cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hai ngôi làng ở Ukraine gồm khu định cư Zelenitsnaya ở vùng Zaporizhia và Timkovska ở vùng Kharkov. Ở những nơi khác gần Kupiansk và Nevsk, một số đơn vị Ukraine hứng chịu thiệt hại nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổng cộng Kiev đã mất hơn 560 quân trên trục này chỉ trong 24 giờ. Trong những tháng gần đây, Ukraine đang dần mất thế đứng trước Nga với những thất bại nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Kharkov. Theo cập nhật mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng từ nhóm phía Bắc của quân đội nước này đã tiến đến gần khu định cư và thị cờ thương vong của quân đội Ukraine lên tới 265 người trong một ngày. Phản ứng trước những thất bại của Ukraine trên chiến trường, Mỹ và đồng minh đang bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Kiev đã và đang sử dụng máy bay không người lái Kamikaze sản xuất trong nước cho các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay tên lửa viện trợ sẽ hiệu quả hơn các cuộc tấn công này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ cung cấp vũ khí cùng loại cho lực lượng bên ngoài tấn công và tài sản quân sự của các quốc gia phương Tây, một khi Mỹ và đồng minh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Vladimir Putin nhấn mạnh thêm sự leo thang này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine ở vùng Bengrove trong đó có cả mục tiêu dân sự diễn ra trong bối cảnh Nga thực hiện các cuộc tập kích vào vùng Kharkov. Mục tiêu của Nga là thiết lập một vùng đệm mới ở khu vực đó. Tàu hải quân Nga tập trận tấn công tầm xa trên đường tới Cuba Đội tàu hải quân Nga, bao gồm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan, đã tập trận tấn công tầm xa khi trên hải trình đến thăm Cuba, Ngày 11 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một đội tàu của Hải quân Nga đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công tầm xa ở Đại Tây Dương khi đang trên đường tới Cuba, theo đài AT. Nhóm tàu trên do hạm đội phương Bắc của Nga triển khai, trong đó bao gồm hai chiến hạm hiện đại là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan lớp Yasen và tàu khu trục Dokhodsko. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai con tàu này đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa mô phỏng nhằm vào các mục tiêu hải quân của đối phương năm cách đó hơn 600 km. Trước đó cũng trên hải trình đến Cuba, tàu khu trục đô đốc Goscop cũng đã tập trận đối phó một cuộc không kích bằng cách sử dụng súng và hệ thống phòng không chuyên dụng. Đội tàu hải quân Nga này sẽ cập cảng Havana, Cuba từ ngày 12 đến 17 tháng 6. Hải quân Mỹ đã triển khai hai tàu khu trục và hai tàu hỗ trợ được trang bị thiết bị sonar để theo dõi tàu ngầm hạt nhân của Nga, đài CBS dẫn một nguồn tin theo nguồn tin này, một tàu khu trục khác và một tàu tuần tra của tuần duyên Mỹ cũng theo dõi các tàu còn lại trong đội tàu Nga. Tổng thống Biden lên tiếng sau khi con trai bị kết tội. Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân cho biết họ sẽ tôn trọng tiến hành xét thử sau khi con trai Hunter Biden bị kết tội liên quan đến sở hữu súng đạn. Như tôi đã nói, tôi là tổng thống nhưng tôi cũng là một người cha, tôi và Jill luôn yêu thương và tự hào về con trai mình. Rất nhiều gia đình từng có người thân chiến đấu với con nghiện, hiểu được cảm giác tự hào khi nhìn thấy người yêu thương bước xa bên kia và trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trong quá trình hồi phục. Tổng thống Joe Biden ra thông cáo ngày 11 tháng 6. Chủ nhất Nhà Trắng cho biết, tôi sẽ chấp nhận kết quả của vụ việc này và sẽ tiếp tục tôn trọng quy định xét xử trong khi Hunter sẽ cân nhắc kháng cáo. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ Hunter, sẽ không có gì thay đổi được điều đó. Tuần trước, ông cũng khẳng định sẽ không ân xá nếu con trai Hunter Biden bị kết tội hình sự. Một bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Delaware ngày 11 tháng 6 cũng tuyên Hunter Biden, con trai ông Biden, có tội với ba cáo buộc về sở hữu súng đạn. Ông Hunter Biden, 54 tuổi, bị kết tội khai man khi mua súng, khai báo không đúng sự thật trong giao dịch sử dụng súng và sở hữu súng khi đang nghiện ma túy. Các cáo buộc không liên quan đến việc ông bị nghi mua một khẩu súng ngắn trong khi đang sử dụng ma túy. Đây là lần đầu tiên con trai của một tổng thống đường nhiệm bị đưa ra xét xử trong lịch sử quốc gia này. Ông Hunter Biden đấu cho là đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy sau cái chết của anh trai Bill Biden. Ông bị cáo buộc mua và sở hữu súng bất hợp pháp trong thời gian lạm dụng hoặc nghiện ma túy. Tuy nhiên, ông không nhận tội đối với bà cáo buộc mà công tố viên đặc biệt là David Guerra. Ông gần như chắc chắn sẽ kháng cáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.